Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hoa Móc Mỹ Trương ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái túi đeo chéo hình chú mèo như vậy ha các bạn ha. Đó, nhìn rất là cưng và đáng yêu luôn nha các bạn. Rồi mình cùng đi vào nguyên liệu ha các bạn ha. Nguyên liệu hôm nay thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ba cái màu như vậy ha các bạn ha. Một cái màu để làm thân nè ha, một cái phần để làm đầu tay ha các bạn, tay chân cho nó đây ha. Và cái này thì để làm cái vòng cổ ha. Ở đây mình sẽ sử dụng con mắt dán ha các bạn ha, khoảng 5 ni ha các bạn. Và mình sẽ sử dụng nút hít ha. Trường hợp mà các bạn không muốn dùng nút hít thì các bạn cũng có thể dùng sạc mi tia cũng được ha các bạn. Ở đây thì do mình vụng trong cái việc mà may á các bạn, may sạc mi tia đó ha, cho nên mình sẽ sử dụng nút hít ha các bạn. Đó. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng màu này cũng được ha các bạn ha. Cái này màu kem nè, vàng bò và hồng ha. Rồi mình cùng đi vào chi tiết nha các bạn. Rồi trước tiên ha các bạn ha, trước tiên thì các bạn sẽ móc cái thân túi trước ha các bạn ha. Cái thân túi ở phía dưới này nè các bạn. Đó, mình sẽ móc từ đây lên tới đây trước ha. Đây, từ phía này nè và lên tới đây trước. Các bạn sẽ đi cho mình là 11 bính nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 bính trước. Rồi sau đó ha, thì các bạn sẽ đi lại cho mình 10 cái mũi ít nha các bạn. Là 10 cái mũi đơn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 cái mũi đơn ha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn lại tiếp tục đi lại 10 cái mũi đơn, mình sẽ đi vòng tròn luôn ha các bạn ha. Đó, cái chân này mình lại tiếp tục đi nữa nha các bạn. Có nghĩa là cái chân đầu và cái chân cuối thì mình sẽ đi hai mũi vào chung chân đó ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và cái chân cuối cùng này mình cũng đi thêm một cái mũi vào đây ha các bạn, thành 10. Đó, có nghĩa là cái mũi đầu và cái mũi cuối đó thì mình sẽ đi chung chân đó ha các bạn ha. Đó, chung chân nè, mũi đầu hai mũi và mũi cuối hai mũi ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ kết hàng lại bằng một cái mũi trượt giùm mình nha. Đó. Rồi, qua tới cái hàng tiếp theo các bạn sẽ lên giùm mình một bính nha. Rồi cái chân đầu này các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V nè. Mũi V. Tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình là 8X ha. 1 2 3 4 5 6 7 và 8X. Tiếp tục tới hai cái chân cuối ở chung chân này các bạn ha. Chung chân hồi nãy thì các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi V nha. Một cái mũi V đầu tiên nè. Đó có nghĩa là các bạn sẽ đi hai cái mũi đơn vào chung chân nè. Rồi cái chân kế tiếp này các bạn cũng đi cho mình một cái mũi V, có nghĩa là hai cái mũi đơn chung chân nè. Đó. Tiếp tục 8 cái mũi đơn còn lại các bạn sẽ đi cho mình 8 cái mũi đơn nha. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Ở đây còn một cái mũi cuối cùng này các bạn, cái mũi chung chân hồi nãy đó, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V. Đó. Rồi sau đó thì các bạn sẽ kết hàng lại cho mình nha. Đó, kết hàng thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi trượt. Rồi
qua tới cái hàng tiếp theo các bạn sẽ lên giùm mình một bính ha. Đó, ở ngay chỗ cái mũi V nè thì các bạn sẽ đi cho mình là một cái mũi đơn nè, một cái mũi X và một cái mũi V ha các bạn, một X một V đó. Rồi tiếp tục 8 cái mũi đơn ở giữa nè thì các bạn sẽ đi cho mình 8 cái mũi X bình thường ha. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Rồi, tới cái mũi V nãy nè các bạn thì các bạn sẽ đi cho mình 1 X 1 V nha. 1 X nè. 1 V. Ở đây có một cái mũi V nè. Các bạn sẽ đi cho mình 1X và 1V. 1V thì các bạn sẽ đi cho mình hai mũi đơn chung chân đó ha các bạn. Đó. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình 8 cái mũi đơn đó nha. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Ở đây còn cái mũi V này các bạn sẽ đi cho mình 1X 1V ha. Một cái mũi đơn và một cái mũi V. Rồi sau đó thì các bạn sẽ kết hàng lại giùm mình bằng một cái mũi trượt nha. Như vậy là mình đã xong được cái hàng thứ ba ha các bạn ha. Tiếp tục qua cái hàng thứ tư. Các bạn sẽ lên giùm mình một bính. Rồi ở cái chân đầu này nè, đó các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi đơn và một cái mũi V ha các bạn ha. Đó, có nghĩa là từ cái mũi V đầu tiên đó ha thì các bạn sẽ phân ra. Phân ra là qua tới cái hàng tiếp theo đó thì sẽ là 1x 1V thì qua tới hàng này sẽ là 2x 1V ha các bạn. 2x nè. Và 1V. Đó. 8 cái mũi ở giữa các bạn vẫn đi lại bình thường, 8 cái mũi đó giùm mình nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi tiếp tục 2x 1V ha các bạn. 1x 2x và 1V. Tiếp tục 2x và 1V ha các bạn. 1x nè, 2x nè, rồi tới 1V. V có nghĩa là các bạn sẽ đi hai cái mũi đơn vào chung chân nha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình 8 cái mũi x nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình là 2x 1V nha các bạn. Đó. Hai cái phần đầu của nó thì các bạn sẽ đi giống nhau ha. Đó, còn cái khúc giữa thì cứ 8x, các bạn cứ lặp đi lặp lại 8x như vậy thôi. Rồi sau khi đi xong cái hàng này các bạn sẽ kết hàng lại bằng một cái mũi trượt cho mình nha. Đó. Như vậy là mình đã làm xong được cái hàng thứ tư ha các bạn ha. Rồi qua tiếp cái hàng thứ năm. Các bạn sẽ lên giùm mình một bính. Rồi, ba cái chân đầu của cái hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi x ha. 1 2 3. Rồi qua tới cái chân tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình 1V. Rồi, 8 cái chân ở giữa này các bạn sẽ lặp lại 8 cái mũi x cho mình. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Tiếp tục ha, các bạn sẽ đi cho mình 3x 1V ha các bạn. 1 2 3. Rồi tiếp tục sẽ là 1V ở đây. Rồi tiếp tục 3x 1V. 1 2 3x. Rồi tiếp tới sẽ là 1V ha các bạn, có nghĩa là hai cái mũi đơn vào chung chân. Đó. Rồi sau đó các bạn lại lặp lại 8x ha. 1 2 3 4 5 6 7
tiếp tục 3x1v ha các bạn. 1 2 3 và tiếp tới sẽ là 1v. Và các bạn thấy hai cái đầu nó giống nhau ha các bạn ha. Đó, như vậy là sau khi đi xong thì các bạn cũng sẽ kết hàng lại bằng một cái mũi trừ kìa mình nha. Như vậy là mình đã xong được cái hàng thứ 5 ha các bạn. Rồi tiếp tục qua tới cái hàng thứ 6 ha. Hàng thứ 6 này các bạn sẽ đi cho mình. Đó, các bạn lên một bính và các bạn sẽ đi là 5x1v và các bạn sẽ đi cho mình 6 lần như vậy nha. 5x1v nha các bạn. 1 2 3 4 5. Và các bạn mũi này các bạn sẽ đi một cái mũi V, có nghĩa là hai cái mũi đơn chung chân này các bạn ha. Rồi tiếp tục 5 đơn 1V. 1 2 3 4 5 và một cái mũi V. Đó, như vậy là mình đã đi được 2 lần rồi nè ha các bạn. Đó, còn 4 lần nữa các bạn cứ đi 5x1V, 5x1V và sẽ đi tới cuối hàng đây nha. Rồi, như vậy là sau khi đi xong cái hàng này thì các bạn cũng sẽ kết hàng bằng một cái mũi trừ giùm mình nha. Rồi qua tới cái hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi là 6x và 1V ha các bạn. Các bạn có thể là tản mũi ha, các bạn có thể sử dụng cái phương pháp tản mũi cũng được, còn không thì mình đi 6x1V ha. Đó, các bạn sẽ đi cho mình 6x và 1V. 3 4 5 6 và sau đó thì các bạn sẽ đi một cái mũi V ở đây. Đó, và các bạn sẽ đi cho mình tổng cộng là 6 lần như vậy ha các bạn ha. Rồi tiếp tục sẽ là 6x. 1 2 3 4 5 6 và sau đó thì các bạn sẽ đi một cái mũi V. Đó, và các bạn sẽ đi cho mình tổng cộng là 6 lần như vậy nha. Đó. Rồi, như vậy là sau khi đi xong cái hàng này xong ha các bạn. Đó là cái hàng thứ 7 thì mình sẽ được là 48 mũi nha các bạn ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình 24 cái hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cái mũi V ha. Các bạn sẽ lên giùm mình một bính nè. Đó, và chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó và các bạn sẽ đi cho mình tổng cộng là 24 cái hàng mũi đơn như vậy ha. 24 cái hàng mũi đơn hay còn gọi là mũi X đó các bạn. Đó, chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó giùm mình như vậy. Đó, và các bạn cứ đi đủ 24 hàng thì sau đó sẽ ngừng lại ha. Rồi, và mình sẽ gặp lại các bạn ở hàng thứ 24 ha các bạn. Đó. Đó, các bạn cứ đi cái mũi X và các bạn sẽ đi cao lên giùm mình thôi nha. Rồi, như vậy là sau khi các bạn đã đi được 24 cái hàng mũi đơn không như vậy ha các bạn ha. Thì qua tới cái hàng tiếp theo các bạn sẽ sử dụng cái màu hồng nè. Đó, mình sẽ nối chỉ vào và các bạn sẽ đi cho mình 48 cái mũi X nữa ha các bạn ha. Ở ngay đây thì mình đi giống y như là mình sẽ tạo cái vòng ngay cái cổ của nó đó ha các bạn. Đó, chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó giùm mình thôi. Đó, các bạn sẽ đi giùm mình một cái hàng màu hồng như vậy nha. Đó, cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng thôi. Và như vậy là sau khi các bạn đã đi một cái hàng màu hồng này xong ha các bạn, đó thì các bạn cũng sẽ kết hàng lại bằng một cái mũi trượt giùm mình luôn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ cắt chỉ và dấu mối nha. Và như vậy là sau khi mình đi một cái đường viền màu hồng thì mình cũng đã xong được cái phần thân dưới ha các bạn ha. Qua tới cái phần thân trên á ha, thì các bạn sẽ đi từ cái hàng 1 nè và tới cái hàng 7 thì nó tương tự như là cái phần thân đây ha các bạn ha. Đó, cái phần thân dưới thôi. Rồi qua tới cái phần thân trên nè. Đó, thì các bạn sẽ đi từ cái hàng 1 tới hàng 7 là tương tự như là cái hàng phần thân dưới đây ha các bạn. Bắt đầu qua tới cái hàng 8 ha, thì các bạn sẽ đi cho mình nè, các bạn sẽ lên giùm mình một bính, sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình là 12 cái mũi X nha. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 và 12. Rồi sau đó ha, thì các bạn sẽ dùng cái chỉ màu trắng đó các bạn. Mình sẽ nối chỉ vào ha, và các bạn sẽ đi như vậy. Các bạn sẽ bỏ ra cái mũi ở ngay đây nè. Rồi sau đó thì các bạn sẽ nẹp cái cọng chỉ trắng vào. Và sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi ít màu trắng ha các bạn. Một nè. Và hai cái mũi ít màu trắng. Rồi sau đó thì các bạn sẽ dùng cái chỉ màu xám lại ha. Đó, các bạn sẽ nối chỉ vào. Và các bạn sẽ đi cho mình hết cái hàng này. Đó, các bạn đi hết hàng màu xám luôn nha các bạn. Đó, mình chỉ đi có hai cái mũi trắng ở đây thôi nha. Đó, còn những cái chân còn lại nè. Đó, thì các bạn sẽ đi hết cái màu xám lông chuột này giùm mình. Rồi, cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình nha. Rồi, cuối của cái hàng này thì các bạn cũng sẽ kết lại bằng một cái mũi trượt giùm mình nha. Và qua tới cái hàng tiếp theo, các bạn sẽ lên giùm mình một bính. Và sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình là 11 cái mũi đơn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 ha các bạn ha. Đó, ở cái 11 này thì các bạn sẽ dùng cái chỉ màu trắng nè, đó các bạn sẽ nối vào đây ha. Đó. Và tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình là 4 cái mũi màu trắng nha. 1 nè. 2 nè. 3 nè. Và 4 cái mũi màu trắng. Rồi sau đó thì các bạn sẽ nối cái chỉ màu xám vào. Đó, và mình sẽ đi hết cái chỉ màu xám này ha các bạn ha. Đó, còn những cái mũi còn lại của cái hàng này đó, thì các bạn cứ đi mũi đơn thôi. Và sẽ đi hết cái hàng này. Đó. Đó, mình sẽ tịnh tiến cái màu trắng này nè các bạn. Đó, các bạn sẽ ra từ từ ha, và các bạn sẽ đi 5 hàng như vậy nha. Rồi các bạn ơi, như vậy là sau khi các bạn đi được 5 hàng như vậy ha các bạn, đã cứ mỗi hàng, đã cứ mỗi một hàng như vậy thì mình sẽ tăng hai cái mũi màu trắng lên đây ha các bạn ha, bên này một mũi, bên này một mũi đó. Sau khi đi xong 5 hàng thì mình sẽ được là 10 cái mũi màu trắng ha các bạn. Đó, còn lại thì mình đi màu nâu nè, màu xám lông chuột này thôi ha các bạn ha. Sau khi đi xong 5 hàng xong thì các bạn cũng kết hàng giùm mình ha. Đó, kết hàng bằng một cái mũi trượt và sau đó thì các bạn sẽ giấu mối này giùm mình. Rồi tiếp tới thì các bạn sẽ đi cái màu trắng ha. Đó, các bạn sẽ nối cái chỉ màu trắng vào và mình sẽ đi cái chỉ màu trắng nha. Đó, các bạn sẽ nối cái chỉ màu trắng vào và các bạn sẽ đi cho mình một cái hàng mũi màu trắng ha các bạn. Đó, các bạn chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó giùm mình thôi. Các bạn đi giùm mình một cái mũi ít màu trắng. Đó, và các bạn sẽ đi hết cái hàng này bằng cái mũi màu trắng này nha. Ở chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó giùm mình thôi. Như vậy là sau khi đi xong cái hàng màu trắng này thì các bạn cũng kết hàng lại bằng một cái mũi trượt giùm mình nha. Qua tới cái hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ lên giùm mình một bính. Sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình là 27 cái mũi ít màu trắng này nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, và các bạn sẽ đi tới 27 mũi nha các bạn. Và các bạn đi hết qua 27 mũi giùm mình nha. Đó, sau khi đi được 27 cái mũi đơn ha các bạn, thì các bạn sẽ lên cho mình 25 cái mũi bính nha. Đó, các bạn đi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 và 25. 25 cái mũi bính này. Rồi sau đó thì các bạn sẽ kết qua phía bên này giùm mình. Đây, các bạn sẽ kết qua cái hàng này luôn. Đó, bằng một cái mũi trượt giùm mình nha. Đó.
Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ lên giùm mình một bình 27 cái mũi đơn này. Tiếp tục các bạn sẽ đi 27 cái mũi đơn đó giùm mình nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6, 7. Và các bạn sẽ đi dài qua phía bên này ha các bạn. Đó, đi cho đủ 27 cái mũi đơn giùm mình nha. Rồi sau khi các bạn đã đi 27 cái mũi đơn này ha các bạn, thì tiếp tục các bạn sẽ đi lên trên cái dây bính này nè. Đó, các bạn sẽ đi cho mình là 21 cái mũi đơn nữa nha. Cho đủ là cái tổng của mình đó sẽ là 48 mũi đó các bạn. Đó, cho nên là cái dây bính này nè. Đó, các bạn sẽ đi lên đây giùm mình 21 cái mũi đơn nữa, cho đủ là 48 mũi đó ha các bạn ha. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi hết cái 21 cái mũi đơn lên đây giùm mình nha, lên trên cái dây bính này. Đó. Rồi sau khi các bạn đã đi 21 cái mũi đơn ha, lên trên cái dây này thì các bạn cũng sẽ kết hàng lại giùm mình luôn. Đó. Và ở đây thì mình đã đi được là 3 cái hàng này rồi ha các bạn. Thì tiếp tục các bạn sẽ lên một bính và các bạn sẽ đi tiếp cho mình một cái hàng mũi một cái mũi đơn mà màu trắng này nữa ha các bạn ha. Đó, chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó và các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình nha. Đó, các bạn cứ đi hết cái hàng này thôi. Đó, vòng qua và các bạn sẽ đi lên trên cái dây bính này luôn nha. Đó. Đây nè. Rồi như vậy là sau khi các bạn đã đi xong một thêm một cái hàng màu trắng này ha các bạn. Đó thì các bạn sẽ kết hàng lại giùm mình bằng một cái mũi trượt. Rồi sau đó thì các bạn sẽ cắt chỉ và giấu mối giùm mình nha. Rồi sau đó các bạn sẽ nối cái chỉ màu hồng vào nha. Đây, các bạn sẽ nối cái chỉ màu hồng vào. Và sau đó thì các bạn cũng đi cho mình một cái hàng mũi đơn màu hồng luôn nha. Ở chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó giùm mình thôi. Và mình sẽ có là 48 cái mũi ít này ha các bạn ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình nha. Và như vậy là sau khi đi xong một cái hàng màu vàng màu hồng này thì các bạn cũng sẽ kết hàng bằng một cái mũi trượt giùm mình ha các bạn. Và đối với cái hàng này thì các bạn sẽ chừa chỉ hơi dài giùm mình ha, để mình khâu giữa cái phần đầu và cái phần thân ha các bạn. Cái phần thân trên và cái phần thân dưới đó mình sẽ khâu lại với nhau. Đó, như vậy là sau khi may xong thì cái sản phẩm của mình nó sẽ được như vậy ha các bạn ha. Đó, các bạn chỉ cần lấy một cái mũi phía trên và một cái mũi phía dưới, sau đó thì mình sẽ may lại thôi ha các bạn. Đó, may xong thì cái sản phẩm của mình nó sẽ được như vậy. Rồi, tiếp tới thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái lỗ tai ha. Ở đây mình sẽ sử dụng màu xám này ha các bạn. Các bạn sẽ đi giùm mình hai bính nha. Rồi, cái chân đầu các bạn sẽ đi cho mình nè 6 cái mũi X này vào chung chân nha các bạn. 1 2 3 4 5 và 6. Rồi sau đó thì các bạn sẽ kết hàng lại giùm mình bằng một cái mũi trượt nha. Qua tới cái hàng tiếp theo, các bạn sẽ lên giùm mình một bính. Hai cái chân đầu các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi X nha các bạn. 1 nè. 2. Và cái chân kế tiếp các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V. Rồi sau đó thì các bạn sẽ lặp lại ha. 2X và 1V. 1X nè. 2X nè. Và kế tiếp sẽ là một cái mũi V. Rồi sau khi đi xong hàng này thì các bạn cũng sẽ kết hàng lại giùm mình bằng một cái mũi trượt luôn. Rồi, qua tới cái hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ lên giùm mình một bính. Rồi, ba cái chân đầu các bạn sẽ đi cho mình ba cái mũi X nha. 1 2 3. Rồi cái chân kế tiếp các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V. Tiếp tục ba cái chân kế tiếp sẽ là ba cái mũi X. 1 2 và 3.
Và cái chân kế tiếp sẽ là một cái mũi V. Rồi sau đó thì các bạn cũng sẽ kết hàng lại giùm mình bằng một cái mũi trượt luôn. Rồi qua tới cái hàng tiếp theo, các bạn sẽ đi cho mình một X và một V và đi 5 lần như vậy ha các bạn. Một X nè. Rồi kế tiếp sẽ là một V. Một V thì các bạn sẽ đi là hai mũi chung chân ha. Rồi tiếp tục một X, một V. Một X, một V. Tiếp tục một X, một V. Tiếp tục một X và một V. Rồi sau đó thì các bạn sẽ kết hàng lại giùm mình bằng một cái mũi trượt nha. Rồi qua tới cái hàng tiếp theo ha các bạn sẽ lên giùm mình một bính và sau đó thì các bạn sẽ đi giùm mình 15 cái mũi X nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 và 15 cái mũi X. Rồi sau đó thì các bạn cũng kết hàng lại giùm mình bằng một cái mũi trượt luôn. Qua tới cái hàng tiếp theo các bạn cũng lên giùm mình một bính. Hai cái chân đầu các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi X. Qua cái chân kế tiếp sẽ là một cái mũi V nha các bạn. Hai chân và hai cái mũi đơn vào chung chân. Tiếp tục 2X, 1V. Đó, và các bạn sẽ đi cho mình tổng cộng là 5 lần như vậy ha. 2X nè, 1V, tiếp tục 2X, 1V, tiếp tục 2X và 1V. Rồi sau khi đi xong thì các bạn sẽ kết hàng lại giùm mình bằng một cái mũi trượt luôn. Đó, và sau đó thì các bạn sẽ cắt chỉ dài dài một chút để mình nè, may vào ở trong cái lỗ tai đó ha các bạn ha. Đó. Và đối với cái tai này thì các bạn sẽ đi giùm mình tổng cộng là hai cái ha các bạn ha. Móc giùm mình hai cái sản phẩm để mình may vào hai cái tai. Rồi tiếp tới thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái tay ha các bạn ha. À, cái tay này các bạn cũng đi giùm mình hai bính ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi vào cái bính đầu tiên giùm mình 5 cái mũi X nha. 1 2 3 4 và 5. Rồi sau đó thì các bạn sẽ kết hàng lại giùm mình bằng một cái mũi trượt nha. Rồi qua tới hàng thứ hai các bạn sẽ lên giùm mình một bính. Rồi các bạn sẽ đi cho mình là 5 cái mũi V ha các bạn. Có nghĩa là một chân như vậy, các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi đơn vào chung chân này. Rồi tiếp tục hai mũi đơn vào chung chân. Đó, và các bạn sẽ đi tổng cộng 5 lần như vậy ha. Hai mũi đơn vào chung chân, hai mũi đơn vào chung chân. À, sau khi đi 5 lần thì các bạn cũng sẽ kết hàng lại giùm mình bằng một cái mũi trượt luôn nha. Tiếp tục qua tới cái hàng tiếp theo, các bạn sẽ lên giùm mình một bính và 4 cái chân đầu, các bạn sẽ đi cho mình là 4 cái mũi X nha các bạn. Đây 1 nè. 2 3 và 4. Và qua tới cái chân tiếp tới, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V. Rồi 4 cái chân tiếp tới sẽ là 4 cái mũi X ha các bạn. 1 2 3 4 và cái chân kế tiếp sẽ là một cái mũi V. Rồi sau đó thì các bạn sẽ kết hàng lại giùm mình bằng một cái mũi trượt nha. Rồi, từ cái hàng thứ tư tới cái hàng thứ 8 thì các bạn sẽ đi cho mình mũi X ha các bạn ha. Chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó giùm mình và các bạn sẽ đi cho mình tổng cộng là 12 cái mũi X như vậy. Là từ hàng thứ tư tới hàng thứ 8 ha các bạn, là như vậy là các bạn sẽ đi cho mình tổng cộng là 5 hàng đó. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi giùm mình nha.
Rồi như vậy là sau khi các bạn đã đi được 5 cái hàng mũi đơn không ha các bạn, thì qua tới cái hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình này, lên một bính và đi 4 cái mũi ít ha các bạn, 2 3 4 và tiếp tới thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi bớt lại ha. Và tiếp tục 4 ít, 1 2 3 4 và sau đó bớt lại ha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn cũng kết hàng lại giùm mình bằng một cái mũi trượt nha. Rồi, đối với cái tay này thì các bạn cũng móc giùm mình hai cái luôn ha các bạn ha. Ở đây thì mình trường hợp mà các bạn muốn cái tay cho nó tròn tròn lên đó thì các bạn có thể là nhồi gòn ha. Còn ở đây thì mình dùng súng bắn keo để mình dán vào đó, cho nên mình sẽ không có nhét gòn ha các bạn. Đó. Và sau khi làm xong thì các chị giấu mối giùm mình ha. À, đối với cái tay này các bạn cũng làm giùm mình hai cái luôn nha. Rồi tiếp tới thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái chân ha các bạn ha. Đây các bạn đi cho mình hai bính như vậy. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi vào cái chân đầu tiên cho mình là 8 cái mũi ít ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Rồi sau khi đi xong thì các bạn cũng sẽ kết hàng để giùm mình bằng một cái mũi trượt luôn. Rồi qua tới cái hàng tiếp theo các bạn sẽ lên giùm mình một bính và các bạn sẽ đi cho mình là 8 cái mũi V ha các bạn ha. Có nghĩa là một chân như vậy các bạn sẽ đi cho mình là 2 cái mũi đơn vào chung chân này. Tiếp tục 2 mũi đơn vào chung chân. Đó và các bạn sẽ đi cho mình tổng cộng là 8 lần như vậy. Ta cứ một chân như vậy thì các bạn sẽ đi cho mình là 2 mũi đơn vào chung chân. 2 mũi đơn vào chung chân. Rồi sau khi đi xong thì các bạn cũng kết hàng lại giùm mình bằng một cái mũi trượt luôn. Đó. Rồi qua tới cái hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ lên giùm mình một bính. Rồi cái chân đầu tiên các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi đơn, chân kế tiếp sẽ là một cái mũi V. Đó. Chân đầu sẽ là một cái mũi đơn, chân kế tiếp sẽ là một cái mũi V. Đó, và các bạn sẽ lặp lại cho tới hết hàng như vậy ha các bạn ha. Đó, cứ một đơn một V, một đơn một V. Đó, và các bạn sẽ đi là 8 lần như vậy. Và đối với cái chân này thì các bạn cũng sẽ móc giùm mình hai cái giống y như vậy ha các bạn. Đó, sau khi đi xong thì các bạn cũng sẽ kết hàng lại bằng một cái mũi trượt giùm mình. Rồi sau đó thì các bạn sẽ cắt chỉ và giấu mối giùm mình thôi nha. Tiếp tới thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái móng nhỏ ha các bạn ha. Cái móng nhỏ thì các bạn cũng đi cho mình hai bính như vậy. Và sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình là 5 cái mũi ít vào chung chân ha các bạn ha. 1 2 3 4 và 5. Và sau đó thì các bạn sẽ kết hàng lại bằng một cái mũi trượt cho mình. Và sau đó thì các bạn sẽ cắt chỉ và giấu mối ha. Đối với cái móng nhỏ này đó các bạn, thì các bạn sẽ làm cho mình tổng cộng là 6 cái nha. 6 cái móng nhỏ như vậy.
Và cái móng móng nhỏ đó sau khi làm xong rồi thì nó sẽ được như vậy này ha các bạn. Và cái móng nhỏ như vậy. Và khi mà dán vào đó, thì các bạn sẽ dán cái phần mình móc đây nè, đó nó sẽ quay ngược xuống dưới như vậy nè các bạn ha. Rồi tiếp tới nha, thì các bạn sẽ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái móng bự nha các bạn. Và các bạn cũng đi giùm mình 2 ít luôn nha. 2 bính. Và sau đó thì các bạn sẽ đi vào ở phía trong của cái mũi bính đầu tiên, và các bạn sẽ đi cho mình là 7 cái mũi đơn nha các bạn. 1 2 3 4 5 6 và 7. Và sau đó thì các bạn cũng kết hàng lại bằng một cái mũi trượt cho mình luôn. Đối với cái móng bự này các bạn cũng móc mình cho mình 2 cái nha các bạn. Rồi tiếp tới thì mình sẽ móc cái đuôi ha các bạn ha. Rồi các bạn sẽ đi giùm mình 2 bính. Và cái chân đầu tiên ha, các bạn sẽ đi cho mình là 6 cái mũi đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Rồi sau đó thì các bạn sẽ kết hàng lại giùm mình bằng một cái mũi trượt nha. Rồi kế tiếp thì các bạn sẽ lên giùm mình 1 bính. Và qua cái hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình là 6 cái mũi V, có nghĩa là một chân như vậy. Các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V nè. Đó, và 6 chân thì 6 cái mũi V ha các bạn ha. Đó, có nghĩa là 2 cái mũi đơn vào chung chân đó các bạn. Và các bạn sẽ đi cho mình tổng cộng là 6 lần như vậy. Và sau khi đi xong thì các bạn cũng kết hàng lại giùm mình bằng một cái mũi trượt đúng nha. Rồi, qua tới cái hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình là 1X và 1V ha các bạn ha. Rồi, các bạn lên 1 bính, cái chân đầu các bạn sẽ đi 1X nè. Chân kế tiếp sẽ là 1V. Rồi, lặp lại ha, 1X, 1V. Và các bạn sẽ đi tổng cộng 6 lần như vậy, 1X, 1V. Và sau khi đi xong các bạn cũng kết hàng lại giùm mình bằng một cái mũi trượt luôn. Rồi qua tới cái hàng tiếp theo các bạn sẽ lên giùm mình 1 bính, và các bạn sẽ đi giùm mình tổng cộng là 18 cái mũi ít ha các bạn ha. Cái hàng này thì chân nào các bạn sẽ đi chân đó giùm mình nha. Đó, các bạn đi 18 cái mũi ít giùm mình. Rồi sau đó thì các bạn sẽ kết hàng lại bằng một cái mũi trượt. Rồi qua tới cái hàng tiếp theo ha các bạn ha. Thì các bạn sẽ đi cho mình là 1X và 1A ha. Rồi các bạn lên giùm mình 1 bính. Cái chân đầu các bạn sẽ đi 1X nè. Chân kế tiếp sẽ là 1A. Có nghĩa là các bạn sẽ bớt 2 cái mũi kế tiếp lại. Và tiếp tục 1X, 1A. A thì các bạn sẽ bớt lại. Đó. Và các bạn sẽ đi tổng cộng là 6 lần như vậy ha các bạn ha. Ở chân đầu các bạn đi 1X, chân kế tiếp sẽ là 1A. Đó, các bạn sẽ bớt 2 cái mũi này lại. Tiếp tục 1X. Ở cái 2 cái chân kế tiếp mình sẽ bớt lại.
tiếp tục một ít, rồi hai cái chân kế tiếp sẽ bớt lại, rồi tiếp tục một ít và hai cái chân kế tiếp sẽ bớt lại. Và sau đó thì các bạn sẽ kết hàng lại giùm mình nha. Đó. Rồi các bạn cắt chỉ ở đây nha các bạn nha. Đó, sau đó thì mình sẽ dùng cái màu trắng các bạn. Rồi các bạn nối chỉ màu trắng vào giùm mình. Và sau đó thì các bạn sẽ đi giùm mình 12 cái mũi ít ha các bạn. Và các bạn sẽ đi cho mình tổng cộng là 2 cái hàng màu trắng như vậy nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Và sau đó thì các bạn sẽ kết hàng lại giùm mình bằng một cái mũi trượt nha. Qua tới cái hàng tiếp theo các bạn cũng đi cho mình 12 cái mũi ít luôn nha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Để sau đó thì các bạn cũng cắt chỉ và dấu mối giùm mình ha. Và sau đó thì mình lại đổi cái chỉ màu xám ha các bạn. Và tiếp tục thì các bạn đổi cái chỉ màu xám và các bạn cũng đi cho mình 12 cái mũi ít tương tự như vậy ha. Thế các bạn đi giống y như cái màu trắng mà mình vừa mới đi đó các bạn. À, các bạn sẽ đi cho mình là 12 cái mũi ít như vậy. Và các bạn sẽ đi cho mình tổng cộng là 2 hàng giống y như cái hàng màu trắng như vậy luôn ha các bạn ha. Sau khi đi xong các bạn cũng kết hàng lại và tiếp tục đi cho mình thêm một cái hàng nữa nha. Đó. Chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi nha các bạn. Đó, mình sẽ không thêm và không bớt ở đây ha. Rồi sau khi đi xong hàng thì các bạn cũng sẽ kết hàng lại giùm mình bằng một cái mũi trượt luôn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ cắt chỉ hơi dài để mình may vào ha các bạn, phần túi ha. À, như vậy là mình đã xong được cái đuôi ha các bạn. Rồi tiếp tới thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái dây đeo ha các bạn. Cái dây đeo thì các bạn sẽ đi giùm mình là 7 cái mũi bính nha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi lại giùm mình 6 cái mũi ít. 1 2 3 4 5
và 6 cái mũi ít. Và sau đó thì các bạn sẽ lên một bính, các bạn quay cái sản phẩm lại và tiếp tục ha, đi 6 cái mũi ít ha các bạn. 1 2 3 4 5 và 6. Và sau đó các bạn lên một bính và quay sản phẩm lại. Đó, cứ tiếp tục mình sẽ đi như vậy cho tới khi mà các bạn lấy cái thước dây với các bạn đo cho tới khi được 90 cho tới 92 cm là được ha các bạn ha. Tùy vào cái kích thước mà mình muốn nó dài hay nó ngắn đó các bạn. Đó. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ móc giùm mình thôi nha. À, tiếp tới thì mình sẽ ráp cho cái con mèo này ha các bạn ha. Đối với cái chân ha, đó thì các bạn sẽ đặt những cái chân này lên và mình sẽ dán lại ha các bạn. Đó. Ở đây là phần ở dưới thì mình sẽ dán cái móng bự ha, và phần phía trên thì mình sẽ dán ba cái móng nhỏ ở phía trên. Như vậy là mình đã dán được một cái bàn chân rồi này các bạn. Đó. Đó là sau đó thì mình sẽ dán nó vào đây thôi. Đó. Tương tự như vậy thì các bạn cũng sẽ làm cái bàn chân bên này giống y như vậy luôn hay các bạn ha. Sau đó thì các bạn sẽ dán nó vào đây thôi. Tiếp tới thì sẽ dán hai cái tay nó vào ha các bạn. Hai cái tay thì các bạn sẽ may hai cái lỗ tai đó vào đây nha. Đó. Và cái đuôi thì các bạn sẽ may ở dưới đây. Đó. Rồi các bạn ơi, như vậy là sau khi các bạn đã may đuôi ha, tay chân ha các bạn. Đó, và cái lỗ tai vào cho nó đó, thì cái bóp của mình nó sẽ được như vậy. Đó, các bạn cũng may dây vào luôn ha các bạn ha. Đó. À, rồi ở phía sau này nè các bạn, ở phía sau này thì mình sẽ do mình không có khéo trong cái việc may cái sạc mi tia đó các bạn, cho nên mình sẽ móc ở đây ha các bạn, để mình gắn may cái nút hít đó và mình sẽ cho nó hít xuống đây ha. Đó. Ở đây thì các bạn sẽ nối cái chỉ trắng vào, còn trường hợp mà các bạn khéo tay các bạn có thể may khóa sạc mi tia vào được ha, thì các bạn sẽ may ha các bạn ha. Còn ở đây thì do mình không có khéo trong cái việc mà may sạc mi tia đó, cho nên mình sẽ móc thêm ba cái hàng cái mũi đơn ở đây nữa ha các bạn ha. Đó, các bạn sẽ đi cho mình là 21 cái mũi ít ở đây. Đó. Và các bạn sẽ đi cho mình khoảng 3-4 hàng và sau đó thì mình sẽ may cái nút hít vào để mình giống y như là làm cái khóa cho cái túi đó ha các bạn ha. Thank you.
Còn trường hợp mà các bạn khéo tay thì các bạn có thể may cái khóa vào ở đó ha. Đó, các bạn sẽ đi giùm mình khoảng là 4 hàng ha các bạn ha, 4 hàng cho nó dài xuống, rồi sau đó thì mình sẽ may cái nút hít vào thôi. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi giùm mình 4 hàng nha. Rồi các bạn ơi, như vậy là sau khi các bạn đã móc được 4 hàng ha, 4 hàng mũi đơn thì các bạn sẽ may cái nút hít vào đây ha các bạn ha. Đó, các bạn may vào đây, ở ngay cái giữa. Đó, thì mình đó, mình may vào thì mình cũng đã hoàn thành xong được cái chiếc túi đây ha các bạn ha. Đó, và cứ như vậy các bạn sẽ may vào giùm mình nha. Các bạn ơi, như vậy là mình cũng đã hướng dẫn xong cho các bạn làm một cái chiếc túi đeo chéo hình chú mèo như vậy đây ha các bạn ha. Và chúc các bạn thành công ha. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy chia sẻ video giùm mình và đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được những video mới nhất cũng như là ủng hộ cho kênh của mình nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video.